Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 86 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này thì ánh kim quang quần quận dâng lên trên bầu trời. Dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, cuối cùng là rơi xuống. Kim quang tan đi, để lộ ra ba đạo thân ảnh. Dẫn đầu là một gã trung niên, hai tay để trần, bộ dáng thô kệch, nhưng ánh mắt sắc bén và cuồng ngạo vô cùng. Điều khiến cho Lâm Động căng thẳng nhất chính là khí tức của người này, không hề thua kém Lâm Phạm một chút nào cả. Cũng có nghĩa hắn là một cường giả niết bàn cảnh. Gia tộc Vương Thị này không hổ là đại gia tộc, sánh ngang với cả gia tộc Lâm Thị nhỉ. Cảm nhận được thực lực của gã trung niên đó, Lâm Động cũng thầm hít một ngụm khí lạnh. Các đại gia tộc này thực lực ẩn chứa quả nhiên là quá mức hùng hậu. Nhưng nếu nhìn ra cả vương triều Đại Viêm, thì e cũng chỉ có một vài đại thế lực có đủ nguồn tài nguyên giúp các cường giả xung kích niết bàn cảnh mà thôi. Hơn nữa, Lâm Động cũng tin chắc rằng có được một cường giả niết bàn cảnh cũng là cực hạn của tứ đại gia tộc rồi. Trong gia tộc Lâm Thị, Lâm Mộc cũng là tạo hóa cảnh đỉnh phong, có tư cách xung kích niết bàn cảnh, nhưng lão thì vẫn chưa thể nào làm được. Tuy nói có lẽ là do không đủ sức, nhưng mà Lâm Động biết rõ lý do chủ yếu là do gia tộc Lâm Thị thì không có đủ nguồn tài nguyên dự trữ giúp cường giả tạo hóa cảnh xung kích lên niết bàn cảnh thôi. Dù sao đi nữa thì niết bàn đan dùng để xung kích niết bàn cảnh thì gia tộc Lâm Thị thực sự là không lấy đâu ra được. Mà lúc này họ sẽ đặt hy vọng vào Bách Triều Đại Chiến. Chỉ cần gia tộc họ có người được tông phái siêu cấp nhìn trúng thì sẽ nhận được phần thưởng, chắc chắn sẽ khiến thực lực của gia tộc Lâm Thị có một bước đột phá. Và đến lúc đó thì cả Vương Triều Đại Viêm cũng ít có thế lực có thể so sánh. Đương nhiên là Lâm Động biết là ai ở đây thì cũng có ý nghĩ giống như là Lâm Phạm, cũng không có gì là lạ cả. Rồi sau đó thì mắt của Lâm Động chuyển sang hai gã thanh niên khá giống nhau đứng ở đằng sau gã trung niên kia. Một trong hai người đó thì chính là Vương Viêm, đã bị Lâm Động đánh bại. Lâm Động cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi chuyển sang nam tử áo xanh ở bên cạnh. Gã nam tử này mặc trường bào màu xanh lam, gương mặt bình tĩnh như mặt nước hồ. Nói đến dung mạo thì cũng bình thường thôi, nhưng hắn vừa xuất hiện là đã thu hút ánh mắt của tuyệt đại đa số mọi người. Hắn lặng lẽ đứng sau gã trung niên, thân thể cũng lan tỏa ra khí tức mạnh mẽ, bá đạo. Khí tức này so với cả Vương Viêm thì quả thực mạnh hơn rất rất nhiều. Hiển nhiên là người này có lẽ là người mà Lâm Phạm muốn Lâm Động chú ý, là tuyệt thế thiên tài của gia tộc Vương Thị, Vương Trung. Gã trung niên kia cười ha hà, quét mắt nhìn một lượt rồi đi thẳng tới chỗ của Lâm Phạm. Lâm Phạm, lần nào mà lão già này cũng đến sớm đấy nhỉ? Nhưng chỉ e là lão lại thất vọng quay về thôi. Người còn chưa tới thì tiếng cười của gã trung niên đó đã vọng tới. Vương Lôi, ngươi đừng vui mừng quá sớm, vui quá hóa buồn thì không tốt đâu. Lâm Phạm cười nhạt. Xem ra ngươi vẫn canh cánh việc đệ tử của gia tộc Lâm Thị từng bị người của gia tộc Vương Thị ta đánh bại nhé. Vương Lôi cười lớn. Lời nói của hai người này đều có ẩn ý cả. Dù gì đi nữa thì các đại gia tộc cũng không thể coi là hòa hợp. Đặc biệt là trong cuộc chiến hạt giống lần trước, một vị tuyệt thế thiên tài của gia tộc Vương Thị đã bị đánh bại, đã đánh bại người của gia tộc Lâm Thị và trở thành một cái gai ở trong mắt của Lâm Phạm. Đây cũng là chuyện bị không ít các gia tộc khác lấy ra làm trò cười trong những năm qua. Đại ca, đó chính là tên Lâm Động kìa, là tên đã truy sát đệ ở Đại Hoang Cổ Bi đó. Hắn còn làm nhục gia tộc Vương Thị chúng ta nữa. Khi mà Lâm Phạm và Vương Lôi đang khẩu chiến với nhau thì Vương Viêm nhìn thấy Lâm Động với ánh mắt đầy thù hận.
Nhìn bộ dáng của hắn thì dường như là chỉ hận không thể xé xác Lâm Động ra thành trăm mảnh thôi. Nghe thấy vậy thì nam tử áo xanh liền ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Lâm Động. Ánh mắt sắc như dao, nhưng nét mặt của Lâm Động vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. Vương Trung Huynh, lâu lắm rồi không gặp, Huynh vẫn khỏe đấy chứ? Khi mà ánh mắt sắc lạnh của Vương Trung nhìn tới Lâm Động, thì Lâm Lang Thiên ở bên cạnh cười lên một tiếng. Lâm Lang Thiên, nghe nói đến ngươi cũng không làm gì được gã này sao? Vương Trung liếc nhìn Lâm Động rồi băng lãnh mà nói. Có gì đâu, là một số kẻ thấp kém cứ thích trèo cao, thực sự rất là nực cười. Ta nghĩ lần cuộc chiến hạt giống này sẽ cho kẻ đó về đúng vị trí của mình. Cuộc chiến này không phải ai cũng có thể tham gia được. Lâm Lang Thiên cười nhạt mà nói. Khí tức có vẻ không tệ nhỉ, tạo hóa cảnh tiểu thành. Giao đấu được với ngươi thì có lẽ lực chiến đấu cũng không kém. Lần này nếu gặp phải ta thì ta sẽ không đương tay đâu đó. Vương Viêm không thể bị đánh oan như vậy được. Hơn nữa ta cũng nên cho người ngoài biết rằng cái giá phải trả khi mà dám sỉ nhục gia tộc Vương Thị ta là cái gì. Giọng nói của Vương Trung này vô cùng bình tĩnh. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, nếu không may ta và ngươi gặp nhau thì ta cũng sẽ không đương tay đâu. Mong còn không được. Lâm Lang Thiên cười nói, rồi nhìn sang sắc mặt Lâm Động đang bình tĩnh với hàn ý lạnh lẽo. Vương Viêm cũng cười lạnh một tiếng, mắt trừng trừng nhìn Lâm Động. Tuy là thời gian qua hắn cũng nghe nói về việc chấn động Lâm Động gây ra, nhưng theo suy nghĩ của hắn thì bất luận Lâm Động có kỳ ngộ gì thì cũng không thể là đối thủ của Vương Trung đại ca được. Đến khi mà tên tiểu tử Lâm Động thất bại trong cuộc chiến hạt giống thì xem hắn còn vênh váo được nữa hay không. Về phần Lâm Động thì làm như chẳng nghe thấy hai người kia nói cái mẹ gì. Nhưng mà trong lòng mơ hồ đã có sát ý lạnh băng nổi lên rồi. Lâm Lang Thiên này không ngừng khiêu khích hắn, thật sự đáng hận. Có điều hắn cũng không quan tâm Vương Trung là thiên tài gì nữa. Bất luận, kẻ nào xuất hiện trước mặt hắn trong cuộc chiến hạt giống thì hắn đều sẽ không chút nương tình đâu. Nếu hắn không đến gây rắc rối thì thôi, nhưng nếu thật sự không biết tốt xấu thì Lâm Động đây cũng không ngại mà khiến cả gia tộc Vương Thị phải khóc mà quay về. Keng keng keng. Sau khi người của gia tộc Vương Thị đến không lâu, lại có một vài thế lực nữa đến. Đến bây giờ gần như tất cả các thế lực hàng đầu của Vương Triều Đại Viêm đều đã có mặt. Rồi một tiếng chuông giòn giã vang lên ở trong không trung. Sau tiếng chuông lành lót kia thì bốn phía tràn vào các đội quân tinh nhuệ, mặc đầy võ trang đứng vây xung quanh, không cho bất cứ ai ra vào. Thấy vậy tất cả mọi người đều yên lặng nhìn về phía cửa ra vào. Bọn họ biết là tiếp theo sẽ là người thống trị Vương Triều Đại Viêm, là nhân vật đứng đầu hoàng thất xuất hiện rồi. 20 năm không gặp, chư vị vẫn còn giữ nguyên phong thái như ngày nào nhỉ? Đột nhiên một chàng cười từ cửa vào, rồi một toán người tiến vào. Ở vị trí đứng đầu là một người trung niên nam tử với mái tóc muối tiêu, thân mặc long bào, tỏa ra khí chất tôn quý. Tuổi tác của người này dường như là tương đương với cả Lâm Phạm và Vương Lôi. Lâm Phạm và Vương Lôi đều là những nhân vật lớn của Vương Triều Đại Viêm, nhưng so với người này thì dường như là còn có chút kém cạnh. Bởi vì dù sao thì người này cũng là chúa tể của Vương Triều Đại Viêm mà, chính là Hoàng Thất Phách Hổ Mạc Thiêu Thiên. Đây chính là Hoàng đế Vương Triều Đại Viêm, Mạc Tiêu Thiên sao? Luồng khí tức này có lẽ hơn cả Lâm Phạm và Vương Lôi một bậc. Thực lực của Hoàng Thất quả nhiên là lớn mạnh quá nhỉ? Lâm Động có thể cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn từ trên người của Mạc Tiêu Thiên toát ra. Thực lực của người này có lẽ vượt qua cả Lâm Phạm. Chưa biết chừng hắn còn thành công trải qua Niết Bàn Kiếp một lần và chính thức bước vào cảnh giới Nhất Nguyên Niết Bàn rồi. Đối diện với cường giả cấp bậc này thì buộc Lâm Động phải hết sức chú ý. Hắn biết mình có thể dựa vào huyết linh khôi để cầm cự được với cả những cường giả Niết Bàn Cảnh chưa trải qua Niết Bàn Kiếp. Nhưng nếu đối mặt với cả Mạc Tiêu Thiên thì chỉ số nguy hiểm có lẽ phải tăng lên mấy cấp rồi. Bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy người đó, Lâm Phạm và Vương Lôi và các tông chủ các thế lực khác đều cung kính mà nói. Ây, khách khí cái gì nữa, miễn lễ đi. Mạc Tiêu Thiên bật cười, tiếng cười vang như sấm,
thể hiện một áp lực khó nói thành lời. Hắn vẫy tay một cái, một luồng sức mạnh êm dịu tỏa ra, đỡ tất cả những người đang cúi người bên dưới lên. Chỉ một hành động tùy ý đó của Tiêu Thiên thôi cũng đã khiến cho đám người Lâm Phạm nhất thời căng thẳng. Bọn họ đều là những cường giả đỉnh cao ở trong vương triều Đại Viêm. Đương nhiên là có thể cảm nhận được một sức mạnh to lớn từ hành động đó của Mạc Tiêu Thiên, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Thực lực của Hoàng Thất quả là quá mạnh mẽ. Nghĩ đến chính mình có thể xung kích lên Niết Bàn Cảnh đã phải dùng cạn hết Niết Bàn Đan của cả gia tộc. Làm gì còn gì dự trữ nữa? Làm sao vượt qua được Niết Bàn Kiếp đây? Có điều chỉ cần Bách Triều Đại Chiến lần này trong gia tộc chúng ta có người được tông phái siêu cấp nhìn chúng, vậy là sức mạnh của gia tộc đó sẽ tăng lên rất nhiều. Và đến lúc đó có thể vượt qua được Niết Bàn Kiếp để bước vào cảnh giới Nhất Nguyên Niết Bàn. Nghĩ vậy thì không ít tộc trưởng đều nhiệt huyết sục sôi. Khi mà nhìn các đệ tử sắp tham gia cuộc chiến hạt giống, ánh mắt ai ai cũng tràn đầy kỳ vọng. Lâm Động đứng sau lưng Lâm Phạm, ánh mắt bỗng nhiên chuyển ra phía sau của Mạc Tiêu Thiên. Ở đó có một gã thanh niên mặc áo thanh sam. Người này dung mạo tuấn mỹ, thậm chí ngay cả tần thế của gia tộc Tần Thị mà Lâm Động đã từng gặp cũng khó lòng so sánh. Dù là nữ tử khi mà nhìn thấy người này cũng phải ghen tị. Lâm Động thực sự khó có thể tin được một nam nhân lại xinh đẹp như thế. Lâm Động hơi kinh ngạc về độ xinh đẹp của gã thanh niên đó, rồi sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Người đó càng tới gần thì Lâm Động cũng cảm nhận được một thứ khí tức vô cùng mạnh mẽ lan tỏa ra từ trên người của hắn. Trong các đối thủ, người phải đặc biệt chú ý đến người của Hoàng Thất đó. Bọn họ vô cùng lặng lẽ, không thể hiện nhiều đâu, nhưng thực lực thì vô cùng lớn, là kình địch lớn nhất đó. Trong đầu của Lâm Động hiện lên lời của Lâm Phạm từng nói, đồng tử nhất thời co rụt lại. Xem ra cái gã thanh niên xinh đẹp còn hơn cả nữ tử này, có lẽ chính là người tham gia cuộc chiến hạt giống lần này của Hoàng Thất rồi. Chính là Hoàng Thất Thanh Sam Mạc Lăng. Là thế lực mạnh nhất ở trong vương triều Đại Viêm, bình thường Hoàng Thất sẽ không thể hiện thực lực quá lớn, nhưng không có bất cứ ai dám khinh thường bọn họ. Mỗi lần cuộc chiến hạt giống là Hoàng Thất lại có người trở thành một trong 5 người đi đến cuối cùng. Hơn nữa trong vòng mấy trăm năm nay, trong những người tham gia Bách Triều Đại Chiến, số lượng người của Hoàng Thất được tông phái siêu cấp nhìn chúng là cao nhất. Đây chính là nguyên nhân mà Hoàng Thất thì vẫn đứng vững ở vương triều Đại Viêm cho đến ngày nay. Theo lời của Lâm Phạm thì dường như Hoàng Thất hiện giờ có không ít hơn 3 cường giả ở trong các tông phái siêu cấp. Mỗi 10 năm thì bọn họ lại được nhận sự ban thưởng rất là nhiều tài nguyên. Như vậy lại khiến thực lực Hoàng Thất đã mạnh lại càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa khác với thế lực khác, những thiên tài như là bọn Lâm Lăng Thiên đều là nhân vật nổi danh ở vương triều Đại Viêm. Nhưng thiên tài của Hoàng Thất thì ngược lại, vô cùng trầm lặng. Chỉ rất ít người mới biết được ai là nhân vật kiệt xuất nhất của Hoàng Thất mà thôi. Đương nhiên tuy nói rằng danh tiếng của các thiên tài Hoàng Thất không hiển hiện ra bên ngoài, nhưng dù là kẻ ngu ngốc nhất thì cũng biết thiên tài đi ra từ Hoàng Thất tuyệt đối không phải loại vớ va vớ vẩn. Trong lòng của Lâm Động không khỏi có vài phần cảm khái. Cuộc chiến ở hạt giống này không hổ là cuộc chiến quy mô lớn nhất ở vương triều Đại Viêm. Những nhân vật đến đây ai cũng rất là mạnh. Muốn vượt qua số thiên tài đông đảo này để mà trở thành một trong 5 người cuối cùng thật sự là không phải chuyện dễ. Khi mà trong đầu Lâm Động đang suy nghĩ thì những người của Hoàng Thất đã đi qua trước mặt. Lâm Động nhìn gã thanh niên áo sam bỗng dừng lại. Hắn không khỏi khựng người, ngẩng lên nhìn gương mặt xinh đẹp đến yêu dị kia, thần tình có phần không được tự nhiên. Nếu gương mặt kia mà là của một nữ nhân thì quả thật khiến cho người ta phải say đắm. Nhưng tiếc nó lại là của một người đàn ông, vì vậy mà khiến cho Lâm Động có cảm giác lạnh cả gáy. Vị này có phải là người gần đây danh tiếng nổi khắp vương triều Đại Viêm, Lâm Động huynh hay không nhỉ? Gã thanh niên đó nhìn Lâm Động cười nho nhã, hơn nữa giọng nói cũng rất là nhẹ nhàng. Điều này khiến cho Lâm Động không kìm được mà nhìn vào chiếc cổ thon gọn, trắng trèo, xem ở đó có yết hầu hay không. Rồi hắn cười bối rối ôm quyền nói, Lâm Động bái kiến Tam Hoàng Tử. Trong Hoàng Thất thì Mạc Lăng này xếp thứ 3 nên được gọi là Tam Hoàng Tử. Đương nhiên điều này đều là do Lâm Phạm nói cho Lâm Động biết. Mạc Lăng cười, nụ cười làm rung động lòng người.
Nhưng mà Lâm Động nhìn lại thấy lạnh run cả người. Mạc Lăng quét mắt nhìn Lâm Động một lượt rồi nhẹ giọng mà nói: quả nhiên danh bất hư truyền. À, quá khen quá khen. Lâm Động lại ôm quyền mà nói, nhưng mà trong lòng thấy kinh ngạc lắm. Chỉ với câu này thôi cũng đủ thấy bản lĩnh của Mạc Lăng có lẽ cao hơn cả Vương Trung. Thật là không hổ là người của hoàng thất. Mạc Lăng nói xong câu đó cũng không nán ở lại lâu hơn, tăng tốc đi theo Mạc Tiêu Thiên. Lúc này Mạc Tiêu Thiên nhìn hắn một cái rồi nói chỉ đủ hai người nghe thấy: thế nào? Là một kình địch đó. Gia tộc Lâm Thị lần này đúng là rất mạnh, có được đến hai người yếu tố như vậy. Mạc Lăng nhẹ giọng nói như vậy. Nếu gặp hắn thì con có lòng tin thắng được không? Mạc Tiêu Thiên bình thản hỏi. Có lẽ chắc chắn được 6 phần. Mạc Lăng hơi trầm ngâm một chút rồi trả lời. Mạc Tiêu Thiên cau mày lại, dường như không hài lòng cho lắm. Mạc Lăng thấy vậy chỉ nhún nhún vai. Con cảm thấy trên người tên Lâm Động này có một thứ gì đó đặc biệt lắm. Nếu không nhầm thì chắc chắn hắn có tuyệt chiêu bí mật nào mà ta không biết, không thể không cẩn thận được. Hơn nữa con cho rằng có lẽ mình sẽ không cùng nhau với hắn đâu. Đừng cho điều đó là may mắn. Mạc Tiêu Thiên nói rồi đi lên đài cao, mặt lại nở ra nụ cười, nhìn quanh một lượt rồi nói: hỡi trơ vệ, thân là chủ nhà thì bản vương đây thay mặt hoàng thất xin đón chào các vị. Nghe Mạc Tiêu Thiên nói xong thì các đại thế lực phía dưới cũng vội vàng cười phụ họa. Cuộc chiến hạt giống 20 năm một lần, quy tắc rất là nhiều. Có lẽ các vị cũng đã nói rõ cho những thanh niên tham gia lần này rồi. Vậy bản vương cũng không nhiều lời nữa. Tòa cung điện trước mặt kia chính là nơi diễn ra cuộc chiến hạt giống. Xung quanh có các thông đạo, một lát nữa thì mọi người sẽ vào theo thứ tự bốc thăm. Mạc Tiêu Thiên nói năng cũng rất là dứt khoát gọn ghẽ, không quá rườm rà. Lời vừa dứt thì bàn tay hắn nắm lại một cái, một nắm thẻ tre xuất hiện ở trong tay. Nào, những người nào tham gia cuộc chiến hạt giống, hãy lên bốc thăm. Vừa dứt lời thì nắm thẻ tre được ánh sáng bao trùm bắn lên bầu trời. Vút vút vút. Những chiếc thẻ tre bay vút lên trời. Lâm Động thấy vậy thì vung tay dùng hấp lực túy mà lấy một thẻ. Lật lên xem thì thấy chữ viết là 9. Bốc thăm kết thúc. Các vị, thời gian đã đến. Cuộc chiến hạt giống năm nay bắt đầu. Sau khi tất cả các thẻ tre đều được đã có chủ, Mạc Tiêu Thiên trầm giọng hô to: nhập trường. Mạc Tiêu Thiên vừa hô xong thì lập tức có các đạo thân ảnh lướt qua, tiến vào trong cung điện to lớn kia theo thông đạo được ghi trên thẻ. Lâm Động, các con cũng đi đi. Lâm Phạm cũng vẫy tay mà nói: vâng. Lâm Động và Lâm Lăng Thiên gườm gườm nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng tách ra, di chuyển về phía thông đạo của mình. Người của các gia tộc tông phái cũng đã động thân. Chỉ trong vài phút, gần như toàn bộ những người tham gia cuộc chiến hạt giống đều đã đi vào trong tòa cung điện kia. Các vị, cùng ta đến điểm cuối cùng nào. Chúng ta sẽ đợi 5 người chiến thắng cuối cùng ở đó. Mạc Tiêu Thiên cười nói rồi quay người bay về một mặt khác của tòa cung điện. Theo sau là tông chủ của các thế lực. Lâm Phạm cũng đi cùng. Ánh mắt của lão nhìn chăm chăm vào thông đạo mà Lâm Động và Lâm Lang Thiên vừa vào, lẩm bẩm: nếu hai người đã không thể đợi trời chung, vậy thì hãy cho ta biết rốt cuộc ai là người mạnh hơn đi. Lại nói thì thân hình của Lâm Động tựa như làn khói xanh, nhanh như chớp mà bay vào thông đạo. Ánh sáng bỗng tối dần, hiện lên trước mắt của hắn là một thông đạo rộng lớn mà tăm tối, nhìn dường như nó là thông tới nơi sâu nhất dưới lòng đất vậy. Lâm Động đã biết hết về hàng loạt quy định ở trong cuộc chiến hạt giống lần này. Theo hắn suy đoán thì tham gia tuyển chọn lần này có lẽ ít nhất phải có đến vài chục người. Tất cả bọn họ đều là những nhân vật kiệt xuất của Vương Triều Đại Viêm. Chỉ khi nào mình nổi bật hẳn lên
thì mới có thể giành được một trong năm vị trí cuối cùng thôi. Lâm Động nhanh chóng đi vào trong thông đạo. Nguyên lực trong cơ thể cũng bắt đầu hoạt động. Thân thể hắn dần dần căng phồng lên. Từng luồng sức mạnh tựa như là đầu nộ nong di chuyển dưới lớp da. Trong cuộc tỉ thí quy mô lớn nhất Vương Triều Đại Viêm này, chẳng ai có dám suy nghĩ coi thường cả, nếu không chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Lâm Động cứ di chuyển như thế trong thông đạo. Khoảng vài phút sau thì đến tận cùng con đường. Phía trước xuất hiện một cánh cổng sắt lớn. Nhìn cánh cổng đó thì Lâm Động không kìm được phải hít vào một hơi. Hắn biết khi mà vào trong cánh cổng này thì hắn sẽ bắt đầu một cuộc chiến gian nan. Con đường này nếu không muốn tự nhận thất bại thì chỉ còn cách xông pha đến cuối cùng mà thôi. Mà hắn hiển nhiên thì cũng không thể tự nhận thất bại được. Ánh mắt Lâm Động dần dần trở nên sắc bén. Hắn bước lên một bước, nắm tay lại đấm một quyền lên cánh cổng. Lập tức cánh cổng đó nổ tung thành nhiều mảnh. Những mảnh vỡ ấy khi mà đến gần Lâm Động thì tự động tan thành những mảnh vụn. Phá tan cổng sắt rồi, Lâm Động bước vào trong. Đằng sau là một tòa đại điện rộng lớn. Tòa đại điện này dường như là được đúc từ sắt đen vậy, gây cho người ta một cảm giác bức bối và ức chế. Lâm Động chậm chậm đi vào, rồi hắn bỗng dừng lại. Ánh mắt ha tập trung vào vị trí trung tâm. Ở đó có hai đạo nhân ảnh đang khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng và thương hại nhìn hắn. Lướt qua hai người này thì ánh mắt Lâm Động thoáng co rụt lại. Hắn phát hiện trước ngực hai người kia có gắn huy chương giống nhau, cũng có nghĩa là họ đến từ cùng một tông phái. Theo quy định thì đợt đầu tiên sẽ có ba người đi ra từ thông đạo giao nhau rồi gặp nhau ở đây, nhưng chỉ có một người được bước tiếp mà thôi. Thông thường thì ba người này sẽ thuộc các tông phái khác nhau. Đây là một trận hỗn chiến, nhưng mà cũng có một tỷ lệ nhỏ những người cùng một tông phái sẽ gặp nhau. Như vậy thì với người thứ ba thật sự rất là bất lợi. Bởi vì bất luận họ phân chia thế nào thì ít nhất họ cũng sẽ liên thủ để mà đánh bại với cả người thứ ba. Và lúc này thì Lâm Động đang gặp phải tình cảnh rất là xui xẻo này. Lượt đầu tiên mà đã gặp phải một trọi hai rồi. Mà đây cũng là lý do tại sao khi mà hai người này nhìn thấy Lâm Động đi ra thì ánh mắt lại có sự thương hại như vậy. Một trọi hai, điều này dường như là phán quyết kết cục của Lâm Động rồi thì phải. Giờ đây thì trong tòa đại điện rộng lớn, dưới ánh sáng của những ngọn đuốc lập lòe, trên mái vòm cao hàng trăm trượng còn khảm vô số dạ minh châu phản chiếu ánh sáng âm u lạnh lẽo. Không khí trong đại điện có phần căng thẳng. Ở giữa điện thì hai gã nam tử đứng khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh lẽo mà đầy thương hại. Một lát sau thì một người có vết sẹo ở trên mặt đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm trầm khiến người ta không dám coi thường. Ta biết ngươi, Lâm Động phải không? Nhân vật đầy danh chấn khắp cả Vương Triều Đại Viêm gần đây. Nghe nói là Lâm Lang Thiên cũng không thể làm gì được ngươi. Khi mà người đó lên tiếng, Lâm Động cũng dừng bước lại. Hắn cũng đã đứng ở trung tâm đại điện. Nhìn hai người kia, tuy đã biết là lần này gặp phải xui xẻo, tình huống một chọi hai, nhưng sắc mặt Lâm Động vẫn rất là bình tĩnh. Nếu ta không nhầm thì hai vị là Ban Sơn Nhị Tướng của Sơn Nhạc Tông, Lục Khôi và Hồ Ngô sao? Tốt, nếu đã nghe thấy danh tiếng bọn ta, vậy thì ta ngươi chắc ngươi cũng biết mình xui xẻo đến mức nào rồi chứ. Tỷ lệ nhỏ như vậy mà ngươi lại gặp phải thì chỉ có thể nói là vận khí của ngươi quá tệ thôi. Đứng bên cạnh gã nam tử có vết sẹo, gã có dáng vẻ khôi ngô chợt mỉm cười quái dị mà nói. Lâm Động, ta biết ngươi cũng có thủ đoạn. Nếu đơn đả độc đấu thì có lẽ hai bọn ta không thể thắng được ngươi. Nhưng mà lần này trời đã giúp bọn ta, để bọn ta gặp được nhau. Bọn ta thì đã quen biết mười mấy năm trời, liên thủ lại thì thực lực không chỉ đơn giản là tăng gấp đôi thôi đâu. Thôi được rồi, nếu ngươi tự động từ bỏ thì hai ta sẽ không làm gì ngươi cả, để cho ngươi rời đi an toàn thôi. Gã nam tử có vết sẹo trên mặt nhìn chằm chằm vào Lâm Động mà nói. Tính ra thì danh tiếng của hai gã kia ở Vương Triều Đại Viêm thì vẫn cao hơn Lâm Động một bậc. Dù sao thì Lâm Động cũng mới chỉ xuất hiện gần đây, còn họ thì đã nổi danh từ lâu rồi. Tuy thực lực của cả hai chỉ là tạ hóa cảnh tiểu thành, nhưng mà những năm gần đây thì hai người họ liên thủ đã từng đánh bại cả cường giả tạ hóa cảnh đại thành,
vì vậy mới có danh tiếng được như là bây giờ. Những người tham gia cuộc chiến hạt giống đều không phải loại tầm thường, nếu không thì bọn họ cũng không có tư cách đến đây đâu. Nghe vậy thì Lâm Động chỉ khẽ mỉm cười, rồi lắc lắc đầu nói: "Xin lỗi, Bách Triều đại chiến lần này, ta giành chắc một suất rồi." Ngay cả hai người bọn ta cũng không dám nói sẽ thuận lợi giành được. Tuy là Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được ngươi, nhưng mà cũng phải cho ngươi biết rằng, dù là Lâm Lang Thiên thì e là cũng không có sự chắc chắn tuyệt đối như vậy đâu. Nam tử có gương mặt khôi ngô nói: "Hắn không chắc chắn, không có nghĩa là ta cũng không chắc chắn." Lâm Động từ từ giơ tay ra, nhìn hai người kia khẽ nói: "Hai người cùng ra tay đi." Nghe vậy thì ánh mắt của Lục Khôi và Hồ Ngô cùng lóe lên hàn ý. Tư thái của Lâm Động đã thể hiện ra rõ, hắn sẽ không dễ dàng rút lui. Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách đánh cho hắn phục sát đất mà lăn đi thôi. "Thôi được rồi, hai người bọn ta đã có lòng tốt khuyên nhủ ngươi như vậy, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu. Nếu đã như vậy thì cũng đừng trách bọn ta hạ thủ không nương tay." Hai người bọn Lục Khôi dậm chân, lập tức hai luồng khí tức mạnh mẽ tràn ra từ thân thể bọn chúng. Hiển nhiên là hai gã này thì vô cùng hiểu nhau, thậm chí công pháp tu luyện cũng giống nhau. Vào khoảnh khắc thì khí tức dâng tràn đã có dấu hiệu khí tức dung hòa, điều đó càng khiến khí thế thêm mạnh mẽ hơn vài phần. Tuy miệng nói vậy thôi nhưng mà trong lòng hai người bọn họ cũng có chút là không coi thường Lâm Động đâu. Những người đến được đây đều là nhân vật kiệt xuất của Vương Triều Đại Viêm, không chỉ có thiên phú trời cho, mà tâm tính, trí lực cũng không phải là thứ mà người thường có thể so sánh. Những sai lầm như là coi thường địch thủ, đương nhiên là bọn họ sẽ không mắc phải. Khí tức trào dâng rồi, cùng với đó là một luồng nguyên lực mạnh mẽ như sóng triều dâng lên. Hai người bọn Lục Khôi nắm chặt bàn tay, hai cây cự chùy lập tức xuất hiện trong tay bọn họ. Thân thể hai người gần như đồng thời lao lên, một trái một phải, hình thành nên một thế hợp kích. Hai cây chùy trong tay thì mang theo sức mạnh hung hãn, nhanh như chớp tấn công Lâm Động. Sức mạnh của hai người khá là lớn, cặp chùy vung lên khiến không khí như muốn nổ tung, tạo nên những khoảng không khí trống rỗng. Đối mặt với công kích hung hãn của hai người, Lâm Động không những không lùi mà ngược lại còn bước lên trước một bước. Nguyên lực trong cơ thể cuộn trào và cuối cùng biến thành một luồng xoáy nguyên lực di chuyển khắp cơ thể. Sau đó hắn bình tĩnh, nắm tay thành quyền đánh ra một trường. Hai nắm đấm của Lâm Động đánh mạnh vào hai cây chùy, hai tiếng va chạm kim loại vang lên khắp cả đại điện. Một luồng kinh lực bùng nổ từ chỗ tiếp xúc, ngay cả mặt sàn bằng sắt cũng xuất hiện những đường nứt nhỏ. Dưới sự bùng nổ đáng sợ đó của kinh lực, hai cây cự chùy đã bị nắm đấm của Lâm Động đánh bật ra sau. Lập tức sắc mặt hai người bọn Lục Khôi trở nên nặng nề. Rõ ràng là bọn họ không thể nào ngờ nổi Lâm Động chỉ dựa vào nắm đấm mà đỡ được một chiêu này của cả hai người bọn họ. "Hay, chẳng trách mà ngay cả Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được ngươi. Quả nhiên bản lĩnh không tệ." Nhưng mà bọn Lục Khôi này quả nhiên cũng không phải loại tầm thường. Nhìn thấy thực lực của Lâm Động mạnh mẽ, trong cặp mắt của cả hai đều bùng cháy lên từng tia lửa nóng. Thân thể hai người rung lên, cơ thể bắt đầu phình to. Dưới lớp da có vô số những luồng sáng đen di chuyển. Một thứ sức mạnh hùng hồn cũng tràn lên thân thể lan tỏa ra. "Ma Sơn Thế!" Theo sau tiếng hét của hai người thì cơ thể bọn họ bỗng nhiên biến to ra tựa như người khổng lồ. Những tia sáng màu đen di chuyển khắp người bọn họ, dần dần ngưng tụ lại, mang theo một luồng sức mạnh lớn lao. Rõ ràng hai người này cũng có tu luyện vũ khí luyện thể. "Được, muốn so sánh sức mạnh cơ thể sao?" Lâm Động cười nhạt, thủ ấn biến đổi nhanh chóng. "Ma Viên Biến!" Cùng với sự biến đổi của thủ ấn thì thân thể Lâm Động cũng phình to ra. Hư ảnh Ma Viên Biến khổng lồ dần dần ngưng tụ. Chỉ là hư ảnh Ma Viên Biến mà Lâm Động biến ra bây giờ dường như đã rất là thực chất. Thậm chí ở một trình độ nào đó có thể nói là một con viễn cổ long viên thật sự vậy. Hung bạo trong đó thì không hề thua kém đầu của viễn cổ long viên mà hắn đã giết lúc trước. Đứng trước đầu viễn cổ long viên khổng lồ này, hai người bọn Lục Khôi giống như đã trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc rồi lập tức trở nên trầm trọng. "Sơn Nhạc Trùy!" Hai người bọn Lục Khôi nhìn nhau,
bàn chân dẫm mạnh lên mặt đất, ngay cả mặt sàn cũng bị dẫm nát vụn. Hai cây cự chùy trong tay bọn họ bỗng nhiên biến to, hung hăng đập vào vùng không khí ở trước mặt. Hai cây cự chùy đập vào hư không, khiến cả đại điện như rung chuyển. Rồi hai đạo hắc quang hoành tráng bùng nổ, mơ hồ như là hình thành nên một ngọn núi to lớn ập xuống đầu Lâm Động. Còn Long Viên hư ảnh đang bao trùm quanh thân thể Lâm Động đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng thét của Ma Viên, rồi hai cánh tay to lớn giơ ra nghênh đón ngọn núi tạo thành từ hắc quang của hai người kia. Ầm 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 ầm. Mặt đất bên dưới chân nơi con Ma Viên biến đứng nhất thời bị vỡ ra thành từng mảnh. Ngọn núi tạo nên từ vũ khí mà bọn người Lục Khôi thi triển đủ để đè chết một cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng mà lúc này lại bị hư ảnh của Ma Viên của Lâm Động chặn đứng lại. Hai tay Ma Viên đột nhiên chấn động, đẩy bay ngọn núi ngưng tụ từ hắc quang kia ra. Rồi những đạo kim quang lấp lánh trào dâng, hình thành nên một kim đài khổng lồ. Đầu Ma Viên kia chợt tóm lấy cái kim đài kia, dùng làm vũ khí mà chém thẳng về phía bọn của Lục Khôi. Nhìn thấy thanh thế kinh hoàng đó thì sắc mặt bọn Lục Khôi kịch biến, vội vàng vận chuyển nguyên lực, dùng hai thanh cự chùy mà đánh mạnh về phía kim đài. Một tiếng nổ rung trời vang lên, một làn sóng rung động mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Sức mạnh khổng lồ từ Ma Viên biến khiến sắc mặt hai người Lục Khôi từ nặng nề chuyển thành kinh hãi. Bọn họ vốn nổi danh về sức mạnh thân thể, nhưng mà lúc này dưới sức mạnh mà Lâm Động thể hiện ra còn lớn hơn cả hai người họ liên thủ nữa. Khi mà cánh tay của hai người bắt đầu tê dại, thì thế công của đầu Ma Viên mà Lâm Động biến ra vẫn không ngừng. Kim đài khổng lồ liên tiếp oanh kích lên hai người Lục Khôi. Từ sức mạnh hung bạo đó khiến cho không khí trong đại điện như muốn nổ tung. Đối mặt với thế công đột nhiên trở nên cuồng dã của Lâm Động, cuối cùng thì hai người Lục Khôi thầm kêu khổ một tiếng. Lúc này thì bọn họ mới hiểu những lời mình vừa nói thật là nực cười. Keng! Lại một đòn của kim đài giáng xuống. Sức mạnh đáng sợ đó đã đánh văng cặp chùy trong tay bọn Lục Khôi. Cả hai người cũng giống như là những con ruồi nhỏ bé bị đánh văng đi vậy, thân thể đập vào một cây cột đằng sau, sắc mặt trắng bệch ra. Hư ảnh của Ma Viên của Lâm Động dường như cũng có linh tính. Nó tiếp tục bước những bước rung chuyển trời đất đuổi theo hai người bọn Lục Khôi. Thấy vậy sắc mặt bọn Lục Khôi chợt tái đi, vội vàng lùi nhanh ra phía sau, đồng thời hét to: "Ôi ôi, ta thua, ngươi thắng rồi." Nghe vậy đầu Ma Viên đột nhiên dừng bước, rồi ánh sáng rung chuyển, hư ảnh Ma Viên cũng tan đi, thân hình Lâm Động lộ ra. Hắn vặn người mấy cái, nhìn hai người bọn Lục Khôi có vẻ đánh chưa đã tay mà hỏi: "Sao, không đánh nữa sao?" Nghe thấy vậy thì bọn Lục Khôi không khỏi run người lên một trận. Bọn họ vốn định muốn lấy sức đè người, nhưng mà không ngờ lại bị Lâm Động đè bẹp ngược lại. Cứ đánh tiếp thì chỉ bọn họ biến thành bao cát cho Lâm Động đánh mà thôi. Hai người mặt mày ủ rũ nói: "Thôi thôi thôi thôi, không đánh nữa." "Được rồi, cảm ơn đã nhường nhịn." Lâm Động không kìm được mà cười một cái. Hắn biết lượt đầu tiên hắn đã qua một cách thuận lợi rồi. Lại nói thì mặt phía bắc của tòa cung điện khổng lồ, trên một bức tường cao, Mạc Tiêu Thiên, Lâm Phạm và tông chủ của các thế lực khác đều đang tập trung tại đây. Ở một nơi không xa phía trước bọn họ là một khu đất liên kết với cả cung điện, có tất cả 5 thông đạo. Những người đi ra từ trong 5 thông đạo đó sẽ là người được tham gia Bách Triều Đại Chiến. Trên bức tường có vô số tấm màn ánh sáng, phản ánh tình hình chiến đấu ở bên trong cung điện. Trong đó hiện lên những thân ảnh đang di chuyển giao đấu kịch liệt. Bọn Lâm Phạm đều nhìn như là đóng đinh vào những tấm màn ánh sáng, thân thể căng cứng hết cả lên, cho thấy bọn họ cũng rất là căng thẳng đến mức độ nào. 5 vị trí đầu tiên này họ đều rất là coi trọng, vì thế mới chỉ lượt đầu tiên của cuộc chiến hạt giống thôi, nhưng bọn họ cũng không dám có chút thả lỏng nào. Ủa? Mọi người bỗng nhìn thấy tấm màn sáng vừa xuất hiện 3 thân ảnh, khi nhìn rõ thì tất cả cùng tặc lưỡi. Đó là 2 tiểu tử của Sơn Nhạc Tông phải không? Đúng là may mắn mà, hai người bọn họ lại gặp nhau rồi. Người thứ 3 kia hình như là của Lâm Động của gia tộc Lâm Thị phải không? Lâm Phạm, xem ra gia tộc Lâm Thị các ngài xui xẻo thật rồi. Tỷ lệ nhỏ như vậy mà các người lại gặp phải.
Một tông chủ thế lực cười lớn, quay lại nhìn Lâm Phạm. Còn Lâm Phạm vào lúc này thì hai hàng lông mày cũng nhăn lại. Tuy không phải gia tộc Lâm thị, lão chưa từng gặp phải tình cảnh này, nhưng tỷ lệ thật sự rất là thấp. Không ngờ Lâm Động xui xẻo thế nào lại gặp phải. Tộc trưởng Lâm Phạm, xem ra lần đầu tiên gia tộc Lâm thị của ngài bị tổn binh hại tướng thật rồi. Một gã trung niên đại hán da ngăm đen nhìn màn ánh sáng, không kìm được mà bật cười lớn. Mông Sơn, người vui mừng quá sớm không tốt đâu. Lâm Phạm bình thản nhìn người đó. Hắn chính là tông chủ của Nhạc Sơn Tông. Người tên là Mông Sơn cười cười, vẻ mặt không che giấu được sự vui mừng trên nỗi đau khổ của kẻ khác. Nếu hai người bọn Lục Khôi có một người gặp phải Lâm Động thì có lẽ hắn sẽ lo lắng. Nhưng hiện giờ cả hai lại cùng một chỗ thì sự bất an kia lập tức tan biến. Vì hắn biết bọn Lục Khôi rất là ăn ý với nhau. Khi mà liên thủ thì dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng đánh không được. Tuy gần đây Lâm Động rất nổi danh, nhưng muốn một chọi hai thì khả năng thắng là không thể cao được. Mọi người đều nhìn chăm chú lên màn ánh sáng, dường như là muốn xem nhân vật gần đây danh chấn vương triều Đại Viêm rốt cuộc có bản lĩnh gì. Vẻ mặt của Lâm Phạm thì ngược lại khá là bình tĩnh. Lão đã từng chứng kiến trận chiến hôm giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Với cấp bậc thực lực như thế, cường giả tạo hóa cảnh đại thành bình thường cũng khó mà giành phần thắng. Mà hai người bọn Lục Khôi dù có thể so sánh với cường giả tạo hóa cảnh đại thành, nhưng họ lại không biết, ngay cả có là cường giả tạo hóa cảnh đại thành thì tỷ lệ thắng được Lâm Động cũng chỉ là 3 phần. Nếu không thì Lâm Chí cũng sẽ không bị đánh đến thảm bại như vậy. Dưới sự chăm chú của tất cả mọi người thì ba người trên màn ảnh ánh sáng bắt đầu trận đấu kịch đấu. Nhưng thời gian dần trôi đi thì nét vui mặt sung sướng của Mông Sơn ngày một khó coi. Bởi vì cục diện chiến thắng trong tưởng tượng của hắn không hề xảy ra. Ngược lại bọn Lục Khôi lại bị Lâm Động ép xuống thế hạ phong. Đặc biệt là đòn công kích cuối cùng, cả tấm màn ánh sáng dường như cũng rung lên vậy. Tông chủ các thế lực đều vô cùng kinh ngạc, rồi ánh mắt nhất thời tối sầm lại, nhìn đầu viễn cổ long viên khổng lồ trên màn ánh sáng. Tông chủ Mông Sơn đã khiêm nhường rồi. Lâm Phạm nhìn cảnh tượng phân thắng bại, cười cười quay sang cung tay với cả Mông Sơn mặt mày đang tím tái bên này. Sơn Nhạc Tông cũng chỉ có hai người tham gia, đều đã bị Lâm Động giờ loại hết ngay từ vòng đầu. Điều này khiến hắn tức đến hộc cả máu. Mày kiếp xui xẻo chất đi. Mặt mày Mông Sơn tối sầm, hầm hầm vung tay áo. Hắn cũng không ngờ thực lực của Lâm Động lại mạnh đến mức đó. Cả khi bọn Lục Khôi liên thủ cũng không thể đối phó. Chúc mừng Lâm Phạm huynh. Hai người của gia tộc Lâm thị đều đã thuận lợi vượt qua vòng đầu rồi. Tông chủ các thế lực xung quanh đều cười chúc mừng. Lâm Phạm cười cười đáp lễ. Khi mà Lâm Động đánh bại bọn Lục Khôi thì trên một tấm màn ánh sáng khác thì Lâm Lang Thiên cũng nhẹ nhàng chiến thắng hai đối thủ, tiến vào vòng trong. Như vậy là cả Lâm Động và Lâm Lang Thiên đều đã thuận lợi vào vòng trong. Không biết đối thủ tiếp theo sẽ là ai đây? Nhìn màn ánh sáng thì ánh mắt của Lâm Phạm bỗng nhiên dần nặng nề hơn. Vì lão biết là vòng 1 qua dễ dàng, nhưng các vòng tiếp theo mới thực sự là khó khăn. Dù sao thì những người qua được vòng 1 chắc chắn đều là những kẻ xuất sắc. Thậm chí nếu vận khí của Lâm Động không tốt, gặp phải những người có khả năng giành chiến thắng cuối cùng thì e là sẽ xảy ra một trận đại chiến cực kỳ thảm khốc. Vì vậy hai vòng tiếp theo mới thật sự là vòng quan trọng nhất của cuộc chiến hạt giống. Quay trở lại trong đại điện thì khi mà bọn Lục Khôi nhận thua thì cánh cửa lớn đóng chặt phía bắc của đại điện chậm chậm mở ra. Lâm Động thấy thế thì hít sâu vào một hơi, rồi không chút chần chừ nhanh chóng bước vào. Phía sau cánh cửa lớn đó lại là một thông đạo tối và sâu hun hút. Đi được vài phút thì Lâm Động mới thấy ánh sáng phát ra từ phía cuối thông đạo. Lâm Động chậm rãi bước tới. Xuất hiện trước mắt hắn là một đại điện to gấp đôi cái ban nãy. Trong đó là vô số trụ đá khổng lồ cao chọc trời. Đại điện lúc này thì tĩnh lặng như tờ. Thân ảnh Lâm Động khẽ động rồi xuất hiện ở trung tâm đại điện. Rồi mắt của hắn nhìn về một thông đạo khác cũng thông tới đây. Chỉ thấy một mảnh tối om om. Vẫn chưa tới sao? Lâm Động lẩm bẩm. Hắn biết sẽ có một người nữa cũng đánh bại hai người khác rồi vào đây giao đấu với hắn.
Lâm Động lặng lẽ đứng giữa đại điện, hai tay chắp sau lưng, mắt khẽ nhắm mắt dưỡng thần, đợi đối thủ xuất hiện. Nhưng mà trong khi đợi thì khí tức của Lâm Động không hề thả lỏng chút nào. Tuy là không biết đối thủ là ai, nhưng hắn cũng biết tỷ lệ đào thải của cuộc chiến hạt giống lần này quá cao. Những kẻ năng lực yếu một chút chắc chắn sẽ bị loại từ vòng đầu. Còn những người vào đến vòng này thì chắc chắn là thiên tài trong thiên tài rồi. Thậm chí nếu vận khí không tốt thì rất có khả năng gặp phải những người có khả năng giành chiến thắng cuối cùng. Ví dụ như là Thanh Sam Mặc Lăng hay là nam tử áo trắng Đỗ Vân của Thiên La Tông chẳng hạn. Và nếu như thế thật thì hắn quả thực là quá xui xẻo. Bất luận đối với cả Mặc Lăng hay là Đỗ Vân của Thiên La Tông thì dù Lâm Động có thắng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều. Như thế tự nhiên là phong độ sẽ không phải cao nhất. Hơn nữa vòng cuối cùng mới là cuộc chiến thật sự. Người vào được vòng thứ 3 thì chắc chắn có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu phong độ của Lâm Động không tốt thì cục diện sẽ rất là bất lợi. Vì vậy mà Lâm Động cũng muốn biết rốt cuộc là cao thủ nào đến được đây giao đấu với hắn lần này. Hắn lặng lẽ chờ đợi đến gần 10 phút. Hai hàng lông mày Lâm Động dần dần trao lại. Hắn nhìn về phía thông đạo đen tối. Lâu như vậy rồi, lẽ nào người đó vẫn chưa giải quyết xong hai đối thủ sao? Lâm Động cau mày lại, khí tức bao bọc toàn thân dường như cũng yếu đi phần nào. Một luồng chọc khí từ trong cổ họng bay ra. Vút! Đúng lúc mà khí tức Lâm Động hơi rung động, thì phía sau hắn, bóng đen của một cây trụ đá bỗng nhiên chuyển động. Rồi một bóng đen hóa thành một đạo nhân ảnh mơ hồ, lao tới Lâm Động với một tốc độ kinh người. Đòn công kích của bóng đen này thì vô cùng quỷ dị, hoàn toàn không mang tiếng gió hay là sự dao động nào, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ khiến cho người ta phải lạnh gáy. Đòn công kích này rõ ràng là phát ra từ đối thủ lần này của Lâm Động. Và điều khiến người ta phải kinh ngạc là hắn cứ nấp trong chỗ tối, đợi khi mà khí tức của Lâm Động thả lỏng thì mới ra tay. Tốc độ tập kích cực nhanh. Với khoảng cách này cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành thì cũng không kịp phòng ngự. Vì vậy mà đạo bóng đen đó bay thẳng vào yếu huyệt sau lưng của Lâm Động. Thế nhưng mà ngay khi mà bóng đen đó còn cách Lâm Động chỉ nửa tấc thôi thì bỗng nhiên đóng băng lại. Chỉ thấy vô số đạo tinh thần lực bùng phát ra từ trên người Lâm Động, tạo nên một tấm lá chắn phòng ngự tinh thần lực, chặn đứng đòn đánh lén xuất quỷ nhập thần của người kia. Một kích đánh trượt rồi thì đạo bóng đen kia nháy mắt rút lui, rồi xuất hiện trở lại trên một trụ đá, nhìn xuống Lâm Động cười nhạt. Tránh được công kích của ta, quả thật có chút bản lĩnh đó. Lâm Động từ từ quay người lại, nhìn lên cây trụ. Chỉ thấy ở đó xuất hiện một nam tử áo đen, trên gương mặt thể hiện sự cao ngạo ngạo nghễ đến cực hạn. Nhìn nam tử áo đen này thì mắt Lâm Động cũng khẽ rung lên. Người này trước đó đứng bên cạnh Hoàng Phủ Tịnh. Rõ ràng có lẽ hắn chính là vị thiên tài mà gia tộc Hoàng Phủ phái tới đây rồi. Chính là âm ảnh thủy Hoàng Phủ Ảnh, người cũng có tình cảm với cả Lăng Thanh Trúc. Khi mà đạo thân ảnh quỷ dị đó xuất hiện trong đại điện thì ở bên ngoài các thế lực cũng lập tức nhìn vào. Cái gì? Đó là Hoàng Phủ Ảnh của gia tộc Hoàng Phủ đúng không nhỉ? Cuối cùng hạt giống thiên tài của hai đại gia tộc cuối cùng cũng gặp nhau sao? Đáng xem đây. Đúng. Nghe nói Hoàng Phủ Ảnh đã từng ám sát một cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Thực lực không tệ đâu. Nghe được những lời bàn tán xung quanh thì sắc mặt của Lâm Phạm cũng trở nên nặng nề. Rõ ràng là lão cũng từng nghe thấy danh tiếng của Hoàng Phủ Ảnh. Cách đó không xa thì sắc mặt của Hoàng Phủ Tịnh cũng hơi thay đổi. Nhìn lên màn ánh sáng, nàng cũng không ngờ được là vòng thứ hai này mà Hoàng Phủ Ảnh lại gặp phải Lâm Động. Tịnh Nhi, không cần quá lo lắng. Lâm Động tuy không yếu, nhưng Hoàng Phủ Ảnh cũng rất nhiều thủ đoạn. Hai người đó giao đấu, ai thắng ai thua chưa biết được đâu. Bên cạnh Hoàng Phủ Tịnh, một gã trung niên khá là uy nghiêm, bình thản mà nói. Người đó chính là tộc trưởng của gia tộc Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Lãnh. Hắn nhìn hai đạo thân ảnh trên màn hình, cũng không quá lo lắng. Lúc nãy khi mà Lâm Động giao đấu với cả hai người của Sơn Nhạc Tông thì hắn cũng từng xem rồi. Đúng là sức mạnh rất lớn, nhưng đáng tiếc với Hoàng Phủ Ảnh mà nói thì cũng không có tính khắc chế quá lớn. Mà ngược lại, sức mạnh của Hoàng Phủ Ảnh lại đủ để khiến cho Lâm Động có nhiều sức mạnh hơn nữa thì cũng không thể hiển lộ ra được. Vì vậy khi mà nhìn đối thủ của Hoàng Phủ Ảnh là Lâm Động thì hắn không hề lo lắng. Ngược lại trong lòng còn thầm thở phào. So với các thiên tài hạt giống khác
hắn cho rằng tỷ lệ chiến thắng của Lâm Động sẽ cao hơn. Mà nghe Hoàng Phủ Lãnh nói vậy thì Hoàng Phủ Tĩnh cũng không kìm được mà cười khổ. Tuy nàng với cả Lâm Động cũng không thân quen gì, nhưng mà những gì nàng thấy trong Đại Hoang Cổ Bi đã khiến nàng biết thủ đoạn và tâm tính của Lâm Động như thế nào rồi. Một năm trước hắn chẳng qua mới bước vào tạo khí cảnh, nhưng giờ ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không làm gì được hắn. Tuy thủ đoạn của Hoàng Phủ Ảnh không ít hơn Lâm Động, nhưng Lâm Động đâu phải loại dễ đối phó. Giờ ai thắng ai thua thì vẫn chưa thể nói rõ được. Mà khi bên ngoài đang bàn tán xôn xao về sự đụng độ này, thì ở bên trong lại vô cùng yên tĩnh. Ánh lửa chập chờn, một luồng sát khí lạnh lẽo lan tỏa mà ra. Lâm Động quay người lại nhìn bóng người vừa xuất hiện trên trụ đá rồi lập tức nhận ra. Chính là Hoàng Phủ Ảnh, thiên tài chân chính của gia tộc Hoàng Phủ. Gương mặt của Hoàng Phủ Ảnh vào lúc này có một vẻ kiêu ngạo khó che giấu. Điều này khiến cho Lâm Động khá ngạc nhiên. Hắn không ngạc nhiên vì sự kiêu ngạo của Hoàng Phủ Ảnh, mà là một người kiêu ngạo rõ ràng thế kia, tại sao lại có biệt hiệu là Âm Ảnh Chủy nhỉ? Từ mặt chữ thì có thể biết được rằng Hoàng Phủ Ảnh có sở trường là ám kích thuật. Nghe nói thật sự đã có cường giả tạo hóa cảnh đại thành chết trong tay hắn. Nhìn theo một khía cạnh nào đó mà nói thì người có sở trường ám kích đều thuộc loại không nổi bật, âm lãnh lắm. Nhưng rõ ràng là Hoàng Phủ Ảnh không phải như vậy. Hắn không một chút che giấu sự ngạo khí của mình, thật sự là không hòa hợp với cả ám kích thuật sở trường của hắn. Đương nhiên là cũng không loại trừ khả năng đây là do hắn cố tình tỏ ra như thế để mà mê hoặc đối thủ. Nhưng bất luận là như thế nào thì kẻ này cũng là một đối thủ không dễ đối phó, không thể là không cẩn thận. Này, ngươi chính là Lâm Động danh tiếng nổi như cồn hiện nay phải không? Vốn từng gặp ngươi ở vòng cuối, nhưng mà không ngờ đã gặp rồi. Thôi thì cũng coi như là ngươi xui xẻo đi. Khi mà Lâm Động chăm chú nhìn Hoàng Phủ Ảnh thì Hoàng Phủ Ảnh cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt của kẻ bề trên rồi bỗng hỏi. Này, ta hỏi thêm là tiểu tử, ngươi và Thanh Trúc muội có quan hệ gì? Thanh Trúc sao? Lâm Động nhướng mày. Lần đó thì Lăng Thanh Trúc từng đại diện cho gia tộc Hoàng Phủ đến cổ mộ phủ. Có lẽ nàng cũng từng tiếp xúc qua với cả Hoàng Phủ Ảnh. Thì nàng ấy sau này sẽ là nữ nhân của ta thôi. Lâm Động nhìn Hoàng Phủ Ảnh rồi bình thản trả lời. Nghe thấy vậy sắc mặt Hoàng Phủ Ảnh lập tức tối sầm đi. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Động nói. Cái gì? Ta vốn chỉ định đánh bại ngươi coi như xong chuyện. Nhưng giờ xem ra ngươi phải trả giá cho sự sắc sược của mình rồi đó. Khẩu khí không nhỏ nhỉ, nhưng chỉ sợ ngươi không có khả năng đó thôi. Vào đi. Lâm Động cười lạnh. Khí tức của Hoàng Phủ Ảnh cũng chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành. Tuy ám kích thuật quán rất quỷ dị, nhưng muốn Lâm Động phải trả giá thì hơi ngông cuồng đó. Được, e là lát nữa ngươi sẽ không nói được như vậy đâu. Ta sẽ cho ngươi hiểu, ở trên thế gian này chỉ có ta mới xứng với Thanh Trúc muội mà thôi. Nghe Hoàng Phủ Ảnh nói vậy thì Lâm Động cười lạnh. Lại hóa ra là một kẻ ái mộ Lăng Thanh Trúc. Nữ nhân này đúng là sát thủ của vô số thiên tài trẻ tuổi mà. Muốn giữ nữ nhân ưu tú như thế này cho riêng mình thì độ khó e là chỉ kém cái gọi là bách triều đại chiến một kia mà thôi. Có điều thì nam nhân đã nói đương nhiên không hề rút lời. Nếu hắn đã nói Lăng Thanh Trúc sẽ trở thành nữ nhân của mình thì hắn nhất định là phải biến điều đó thành sự thật. Về phần Hoàng Phủ Ảnh, hắn cười lạnh, thân hình di động rồi biến mất một cách quỷ dị. Thấy Hoàng Phủ Ảnh biến mất, Lâm Động khẽ cau mày rồi nhanh chóng quét mắt nhìn bóng của các cây cột trụ. Hắn cảm giác có một sự dao động đặc biệt nào đó. Hoàng Phủ Ảnh tu luyện ám kích quả nhiên không tệ, có thể giấu được cả thân hình trong bóng tối. Hoàng Phủ Ảnh biến mất, cả đại điện trở nên tịch mịch. Cái thứ sát khí lúc ẩn lúc hiện bất giác cũng trở nên đậm đặc hơn. Lâm Động yên lặng đứng ở trung tâm đại điện. Nguồn nguyên lực hùng hồn chạy khắp cơ thể, nơi đầu ngón tay còn nguyên lực lóe lên như ánh điện quang. Huyễn Ảnh! Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên. Mười mấy cái bóng của các cây cột trụ khổng lồ đồng thời chuyển động, biến thành mười mấy đạo thân ảnh, nhanh như chớp mà lao về phía Lâm Động. Tất cả đều là Hoàng Phủ Ảnh, mỗi một thân ảnh đều có khí tức mạnh mẽ. Nhưng mà Lâm Động biết là trong số đó chỉ có một cái là thật,
và đòn công kích chí mạng nhất thì chắc chắn là cũng ở đó. Tốc độ của những thân ảnh này thì vô cùng nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn cách Lâm Động vài trượng, công kích mạnh mẽ bao trùm lấy Lâm Động. Cảm nhận được thế công mạnh mẽ, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng. Dùng thân pháp Thái Thanh Du Thiên Bộ, thân hình như là biến thành một làn khói xanh vậy. Phút, vút, vút. Một làn khói xanh lướt qua tránh được sự tấn công của những thân ảnh kia. Làn khói rung lên, những đợt trưởng phong bỗng nhiên bắn ra liên tiếp. Mỗi một lần bắn tới là một đạo thân ảnh nổ tung. Âm, âm, âm. Chỉ trong chớp mắt thì hơn mười mấy đạo huyễn ảnh đã chỉ còn lại có một cái cuối cùng. Mà thân ảnh đó thấy thân pháp của Lâm Động như vậy thì sắc mặt cũng hơi biến đổi, rồi thân hình rất nhanh lùi về phía sau. Thế nhưng hắn vừa định lui ra thì Lâm Động đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, rồi một chưởng đánh trúng giữa ngực của hắn. Âm. Một đạo âm thanh trầm thấp vang lên. Nhưng mà gương mặt của Hoàng Phù Ảnh lại hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, rồi thân ảnh của hắn bỗng nhiên nổ tung, biến thành một mảnh hư vô. Không một đạo huyễn ảnh nào là thật cả. Lâm Động thấy vậy chau mày lại. Đột nhiên hắn cảm nhận được sát khí trong đại điện ngưng tụ lại, và rất nhanh hắn đã lập tức ngẩng đầu lên. Lâm Động, ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi, chỉ dùng sức không với ta thôi thì cũng chẳng bằng một con kiến. Lúc này ngay phía trên đỉnh đầu Lâm Động là một đạo thân ảnh quỷ dị đột nhiên lướt qua, chính là Hoàng Phù Ảnh. Chỉ thấy hắn nắm tay lại, một đạo bóng đen tỏa ra từ bàn tay hắn và cuối cùng biến thành một thanh kiếm màu tro vô cùng kỳ quái. Thanh kiếm này mảnh như là cây châm, nhưng nó lại tỏa ra sự sắc bén và nhuệ khí khó có thể hình dung. Thân ảnh Hoàng Phù Ảnh lao nhanh như tia chớp, bóng đen của thanh kiếm nhắm thẳng vào trán của Lâm Động mà lao tới. Đòn thế này thì vô cùng hiểm ác, nếu bị đánh trúng thì khó lòng mà thoát chết. Phút. Thanh kiếm ngày một gần hơn, nhưng sắc mặt của Lâm Động lại không hề tỏ ra kinh hoàng. Ngược lại, hắn lại đưa bàn tay ra đón lấy mũi kiếm sắc bén kia. Cái gì? Người muốn chết sao? Thấy hành động đó của Lâm Động, ánh mắt của Hoàng Phù Ảnh lạnh băng. Đòn công kích này của hắn vô cùng mạnh mẽ, cho dù là Lâm Động có dốc sức phòng ngự thì cũng chưa chắc có hiệu quả. Vậy mà hiện giờ hắn còn dám dùng bàn tay không để mà đón mũi kiếm, đúng là muốn tự tìm cái chết. Phập. Mũi kiếm dường như chớp mắt đã cắm phập vào bàn tay của Lâm Động, rồi nhanh chóng xuyên thấu qua đó. Thấy mũi kiếm đã xâm đâm xuyên qua bàn tay Lâm Động, Hoàng Phù Ảnh cười lạnh. Nhưng mà nụ cười của hắn lập tức đông cứng lại, bởi vì hắn phát hiện ra là sau khi đâm vào bàn tay của Lâm Động thì thanh kiếm của hắn không hề xuyên qua, hơn nữa cũng không hề có một giọt máu nào chảy ra cả. Cảnh tượng đó khiến đồng tử trong mắt Hoàng Phù Ảnh co lại. Nhìn kỹ thì mới thấy bàn tay của Lâm Động không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái lỗ xoáy đen ngòm. Đòn công kích của Hoàng Phù Ảnh đã đâm thẳng vào cái lỗ đó, chứ không phải là đâm vào người Lâm Động. Hơn nữa trong cái lỗ đen đó còn không ngừng phát ra lực thôn phệ. Và dưới tác dụng của lực thôn phệ thì Hoàng Phù Ảnh bỗng nhiên cảm thấy sức mạnh của mình đang dần mất đi. Sắc mặt hắn tái đi, lập tức lùi lại phía sau, trên gương mặt hiện lên một màn đen quái dị. Thanh kiếm nổ tung trong lỗ đen, chợt hóa thành một luồng năng lượng kỳ lạ màu xám đen. Lâm Động nắm tay lại, lúc này mới phân biệt được trong luồng năng lượng kỳ lạ đó có một chút quen thuộc, đó chính là tinh thần lực. Lâm Động chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt của Hoàng Phù Ảnh tối sầm, cười khẽ mà nói. Thì ra không phải ngươi dựa vào nguyên lực, mà là tinh thần lực sao? Khi mà lực thôn phệ từ từ nuốt gọn nguồn năng lượng màu xám đen của Hoàng Phù Ảnh, thì Lâm Động dường như phân biệt được một thứ năng lượng rất là quen thuộc, đó chính là tinh thần lực. Chỉ có điều tinh thần lực của Hoàng Phù Ảnh lại có một vài thứ tạp chất khá là kỳ lạ. Có lẽ là do hai loại tinh thần lực dung hợp vào nhau nên ám kích thuật quán mới đặc biệt như vậy. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy có loại tinh thần lực biến dị như vậy. Thứ sức mạnh này sinh ra từ tinh thần lực, nhưng mà lại có sự khác biệt lớn. Cũng giống như là tinh nguyên lực của Lâm Động vậy. Chỉ có điều sự dung hợp của Hoàng Phù Ảnh phức tạp hơn tinh nguyên lực của Lâm Động rất là nhiều. Lúc này thì Lâm Động mới chợt hiểu, thì ra tinh thần lực của Hoàng Phù Ảnh cũng khá mạnh. Theo suy đoán của Lâm Động, có lẽ đã đạt đến mức linh phù sư trung cấp rồi. Và đây cũng là lần đầu tiên Lâm Động biết ngoài hắn ra còn có người khác cùng độ tuổi mà tu luyện được nguyên lực và tinh thần lực đến tầng thứ này.
Chẳng trách mà ngươi kiêu ngạo đến như vậy. Thì ra đằng sau cái thực lực tạo hóa cảnh tiểu thành lại ẩn giấu một thứ tinh thần lực mạnh mẽ như thế. Lâm Động cười nhạt rồi ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Hoàng Phù Ảnh hơi tối lại mà nói. Nếu ngươi đã biết vậy, còn không tự động mà cút đi. Hoàng Phù Ảnh cười lạnh mà nói. Tạo hóa cảnh tiểu thành, linh phù sư trung cấp đúng là có khả năng đối kháng với tạo hóa cảnh đại thành. Có điều ai bảo ngươi là tạo hóa cảnh đại thành thì có thể đấu lại với ta chứ? Lâm Động nhếch mép cười, rồi ánh mắt lạnh như băng. Bàn tay bỗng tóm một cái trong không khí. Giờ ta nói cho ngươi biết, tinh thần lực mà ngươi tự hào đó trước mặt ta chẳng là gì hết đâu. Vừa dứt lời, bàn tay Lâm Động bắn ra một luồng tinh thần lực cực kỳ cuồng bạo, nháy mắt liền biến thành một nắm đấm khổng lồ trong như pha lê, hung hăng tấn công Hoàng Phù Ảnh. Bàn tay tinh thần lực khổng lồ khiến sắc mặt Hoàng Phù Ảnh hơi thay đổi. Hắn cảm nhận được một thứ áp lực tinh thần vô cùng đậm đặc. Cái thứ tinh thần lực này không hề thua kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Sao có thể được? Ta nhờ nhận được tinh thần lực truyền thừa của một vị tiền bối nên ở tuổi này đã có tinh thần lực và nguyên lực đẳng cấp này rồi. Nhưng sao tinh thần lực của hắn lại mạnh hơn cả ta được chứ nhỉ? Cảm giác này đã tạo cho Hoàng Phù Ảnh một sự chấn động rất lớn. Cả gương mặt của hắn hiện lên sự kinh hãi. Dù ngay lần đầu tiên ra tay đã bị Lâm Động chặn đứng, hắn phát hiện Lâm Động dường như cũng tu luyện tinh thần lực, nhưng hắn không thể ngờ rằng tinh thần lực của Lâm Động lại mạnh hơn cả chính mình. Ám ảnh phược! Nhưng dù bị chấn động, nhưng mà Hoàng Phù Ảnh cũng không chần chừ, chân dẫm lên trụ đá. Bóng đen của cây trụ tràn lên như là một tấm lưới bao phủ lấy hắn, nắm đấm tinh thần lực của Lâm Động. Trong khi mà chống cự công kích của Lâm Động thì Hoàng Phù Ảnh liên tiếp biến hóa thủ ấn. Cả đại điện lập tức phát ra từng trận tiếng gió ào ạt. Vô vàn cây thương được hình thành từ những đạo bóng đen kia nhắm thẳng tới những bộ phận trọng yếu của Lâm Động mà lao tới. Thấy vậy thì Lâm Động chỉ cười nhẹ, bước một chân ra. Một đạo tinh thần lực tụ lại thành làn sóng âm tràn ra từ miệng Lâm Động. Làn sóng âm này tựa như là một cơn bão thật sự vậy. Lấy Lâm Động làm trung tâm và lan tỏa ra xung quanh, phá vỡ hết toàn bộ những cây thương bằng bóng đen của Hoàng Phù Ảnh. Sắc mặt Hoàng Phù Ảnh cực kỳ khó coi. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi của mình một cái, một ngụm máu tươi bắn ra, rồi phân tách thành mười mấy tia máu bắn vào trong bóng của các cây cột trụ. Những cái bóng đó lập tức rung lên, phình to nhanh chóng rồi biến thành vô số các con cự thú rầm rầm xông về phía Lâm Động. Thú vị! Thấy Hoàng Phù Ảnh có thể sai khiến được tinh thần lực vào bóng tối, Lâm Động cũng khẽ tặc lưỡi rồi tay bắt một cái trong không khí. Bụp! Chỉ thấy quanh người những con cự thú bóng đen đó lập tức xuất hiện những bong bóng thủy tinh khổng lồ nhốt chúng ở bên trong. Nộ! Lâm Động khẽ nắm tay vào, lập tức những bong bóng thủy tinh kia chợt thu nhỏ lại, ép tan xác các con cự thú. Bùm, 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 bùm. Từng cái bong bóng phát nổ, từng con cự thú cũng theo đó mà tan xác. Thấy vô số chiêu đòn của mình đều bị Lâm Động hóa giải đơn giản, sắc mặt của Hoàng Phù Ảnh ngày một tối sầm hơn. Chiêu này của ngươi quả là không tệ, dung hợp tinh thần lực vào trong bóng tối, công kích có thể nói là quỷ dị khó lường đấy. Nhưng đáng tiếc là cũng đều vô dụng với ta mà thôi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Phù Ảnh cười nhạt mà nói. Dù ta không làm gì được ngươi, thì hôm nay ngươi cũng không thắng được ta đâu. Hoàng Phù Ảnh cười lạnh rồi thân hình khẽ động, dung hợp vào trong bóng tối. Lâm Động, dù tinh thần lực của ngươi có mạnh, thì e cũng không thể tìm được ta đâu. Ở trên thế giới này, ngươi bắt được Hoàng Phù Ảnh ta chưa sinh ra đâu. Muốn thắng ta sao? Không thể nào được đâu. Thân hình của Hoàng Phù Ảnh biến mất, nhưng mà tiếng cười của hắn vang vọng khắp cả đại điện, khiến cho người khác không thể biết hắn đang trốn ở đâu. Lâm Động nhíu mày lại. Ám kích thuật của Hoàng Phù Ảnh quả nhiên khó đối phó, cứ như thế này thì rất bất lợi cho Lâm Động. Hắn biết nhất định là Hoàng Phù Ảnh sẽ nấp ở một góc đợi hắn, lơ là thì sẽ ra đòn công kích chí mạng. Hơn nữa chỉ cần trong đại điện này còn bóng tối thì Hoàng Phù Ảnh vẫn sẽ ẩn nấp được. Trừ phi là Lâm Động có thể loại bỏ hết đám bóng tối này đi, không cho Hoàng Phù Ảnh chỗ ẩn thân nữa. Lâm Động nhìn các trụ đá khổng lồ, bất lực lắc đầu. Hắn không thể mạnh mẽ đến mức làm sập toàn bộ nơi đây được. Đúng là cái tên ngốc này,
Lâm Đạo, người ngốc quá rồi đó. Muốn xóa bỏ bóng tối thì hãy dùng thôn phệ tổ phù đi. Sức mạnh thôn phệ còn nuốt được cả ánh sáng đó. Cái chút bóng tối này là gì chứ? Khi mà Lâm Động còn đang chau mày thì giọng nói của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên. Sao? Thôn phệ bóng tối? Nghe vậy Lâm Động hơi khựng lại, rồi trong mắt lóe lên niềm vui mừng. Hắn đã quên mất thôn phệ tổ phù kia bá đạo như thế nào rồi. Nghĩ vậy Lâm Động cười khẽ, tâm thần chợt động. Một cái lỗ đen dần dần mở rộng ở phía chân, lực thôn phệ bắt đầu lan tỏa ra. Cùng với sự lan tỏa của lực thôn phệ thì những đạo bóng đen trong đại điện bỗng hóa thành dịch thể chảy vào trong lỗ đen dưới chân của Lâm Động. Lâm Động cười lạnh nhìn những cái bóng như nước chảy lan tới. Nguyên lực hùng hồn trong lòng bàn tay vận chuyển. Hắn biết lần này chắc chắn Hoàng Phù Ảnh trốn trong đám bóng này. Trước khi bị hút vào hắn sẽ hiện thân thôi. Những cái bóng này ngày càng gần lỗ đen hơn. Khi mà cái bóng cuối cùng còn cách lỗ đen một trượng thì một cái bóng cuối cùng cũng rung lên. Một thân ảnh bay ra rồi lùi nhanh về phía sau. Chính là Hoàng Phù Ảnh. Để xem ngươi còn trốn như thế nào. Đúng lúc Hoàng Phù Ảnh hiện thân thì thân thể Lâm Động mạnh mẽ lao tới. Chân bước nhanh, hóa ra 9 đạo tàn ảnh phía sau lưng. Sức mạnh dâng lên bao trùm cả cơ thể. Từ ảnh kiêu phá. Chân Lâm Động dùng Thái Thanh Du Thiên Bộ, tay thì thi triển Tử Ảnh Kiều Phá. Thân hình lướt một cái đã xuất hiện trước mặt của Hoàng Phù Ảnh đang độ cực kinh ngạc. Ánh mắt lạnh lùng tung mạnh ra một quyền. Mà đối mặt với cả một chưởng mạnh mẽ như vậy của Lâm Động thì Hoàng Phù Ảnh vội vàng dùng nguyên lực phòng ngự. Đồng thời thì tinh thần lực cũng trào dâng muốn chặn lại công kích của Lâm Động. Phá! Thế nhưng mà thủ đoạn đặc biệt của hắn đã mất đi bóng tối hỗ trợ. Lại là đối kháng trực diện như vậy thì Hoàng Phù Ảnh căn bản không phải đối thủ của Lâm Động. Vì vậy khi mà đòn tấn công của Lâm Động tung ra thì lớp phòng ngự nguyên lực của Hoàng Phù Ảnh gần như đã lập tức nổ tung. Từng tầng phòng ngự tinh thần lực cũng nhanh chóng tan thành bất dạng. Âm ầm. Cuối cùng là một cú đấm mang theo sức mạnh bá đạo xuyên thủng mọi tầng phòng ngự, đấm thẳng vào ngực Hoàng Phù Ảnh dưới ánh mắt kinh hãi của chính hắn. Chúng phải một đòn trọng kích, sắc mặt Hoàng Phù Ảnh nhất thời tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về phía sau đập mạnh vào một cái cột trụ. Cây cột trụ kia trong nháy mắt đã gãy nát. Thân hình của Lâm Động dần dần xuất hiện. Hắn nhìn Hoàng Phù Ảnh khí tức đã dần dần tiêu tán hết. Ánh mắt khẽ rung lên. Hắn biết là vị thiên tài gia tộc Hoàng Phủ này đã đến lúc ra khỏi cuộc chơi rồi. Khi mà Lâm Động đánh bại Hoàng Phù Ảnh trong đại điện, thì ở bên ngoài, Lâm Phạm khẽ nở ra nụ cười nhạt. Hắn biết là Lâm Động đã ngày một gần với cả mục tiêu. Chỉ cần hắn vượt qua vòng cuối cùng, như vậy là sẽ thành công. Đương nhiên là lão cũng hiểu, vòng tiếp theo mới chính là màn chính thức nhất của cuộc chiến hạt giống. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 86 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.